to nha. Xe nặng lấy nè, trong cái máy này như này. Quay con heo đó, đây là con heo, chú thích được con heo. Xếp liệu hả bạn, xếp liệu ngay ngắn rồi đi phát liệu đó, xếp cho nó ngay ngắn như cái liệu này lại, có nơi có chỗ nữa bạn, để chỗ có bảng quy định ha, và chỗ đó là để liệu nào ha, ghi rõ ràng tên, số lượng, ngày sản xuất, ngày hết hạn các bạn. Thì ở đằng sau cái bảng đó nó cũng có những tờ giấy